hôm nay cho em Sa thử làm nhân viên của homestay Ba Bình Tộp, thử sức làm cái món Ba Bình Tộp luôn, món cá nướng nhé các bạn nhé. Cá to quá nhờ. Này nhìn là cá chép hay sao, không phải cá rô đâu, đuôi dài lắm. Công việc này có vẻ là cũng thấy khá vất vả với Sa ấy nhỉ. Nóng sắp chết rồi. Nóng quá. Bây giờ nó chưa trưa rồi, trời nắng quá. Cái lò than nó hấp lên nữa. Sa này sẽ phải cần phải học rất là nhiều thứ. Thử đi pha chè rồi, thử vào bếp rồi, thử được việc gì nữa rồi nhỉ Sa nhỉ? À, vẽ thổ cẩm thì không vẽ được rồi. Dã bánh dày không dã được. Vâng. Lém bao thì không vồ được. Thử lên sáng hôm vũ. Thôi đi à. Đừng hất ngược thế, Sa ơi, bỏ lưới xuống thôi. Không biết bổ xoài thật rồi. Bạn nào mà không thích cái form mà cái cô gái xinh đẹp mà hậu đậu như Vi ấy thì, à quên, như Sa ấy, thì có một cô cầu ấy, cô này mới là cô chăm chỉ mà giỏi việc này. Em cầu này là làm cho chỗ Trâm Ba Bình Tộp mình được, chắc phải được 2 năm rồi nhỉ? 3 tháng. 3 tháng á? Nhưng mà trước là đợt em học sinh em đã làm rồi đúng không? Đợt đấy là làm được còn lâu không? Một năm lớp 11 à? Lớp 12 à? Sau đó rồi em mới ra trường rồi em lại quay lại làm. Các việc thì cầu giờ làm giỏi lắm rồi. Người Mông nhưng mà bây giờ các món của người Kinh, người Thái là làm được hết rồi. Nay phải gửi sang lên đây để đào tạo, cầu đào tạo thôi nhỉ? Xoài vẫn chưa bổ được. Sa này có cái tướng gọi là tướng hưởng thụ ấy, không phải tướng lao động. Vâng, cùng mấy chị cầu lưỡng thịt lợn mấy này gà đi. Cầu cao pha thủ lưỡng thịt. Cao thủ lưỡng thịt rồi đấy. À không phải kẹp đâu, cứ để nó nằm này thôi à. Đấy, đẹp rồi đấy. Lùa lên. Đấy, Sa nhiệm vụ trông hai con gà với mấy tảng thịt kia. Cầu như là bị nhọ hay sao ấy. Ở đây phải không? Sa đây trông gà cho chị cầu. Được. Lúc lật lên người ta nhẹ tay thôi chứ. Quăng nằm cái hụt cái. Thế này á? Ừ. Đi đây được gần 3 ngày rồi chưa hạt cơm nào vào bụng. Thảo nào em hôm... nha, tối qua ăn có mấy miếng thịt xong rồi. Hôm bữa lên kia ăn có cũng có mấy miếng thịt rau xong cũng thế thôi. Sáng nay ăn bát mì thôi. Anh sắp kiệt quệ rồi. Đấy, anh đi đâu đấy? Anh đưa chị Hưng đi lấy xe. Ôi rơi mất chết. Chuyện rơi mất quả tim xuống dưới thôi. Hai ngày ở Mù Căng Chải em cảm nhận thế nào ở Sa? Lúc đầu lên thì nó còn lạ lùng lắm, kiểu dạng thì lạ lắm, không quen. Mà giờ thấy
Giờ đây nhớ nhà rồi à? Thế giống y như nhà. À, giống như nhà rồi. Tại vì mọi người đây kiểu thân thiện đấy, nên là mình mới có cái cảm giác là giống nhà mình ấy. Thân thiện, thoải mái. Đến đây sinh hoạt mọi cái là rất là thoải mái, không có cái vấn đề gì. Ủa anh mà lật con gà nó kiểu gì? Không, bị mắc rồi. Nước sốt. Cậu đấy công việc ở đây thế nào? Ở đây vui ạ. Vui à? Vui tính. Vất vả lắm không? Lúc có lúc không. Nếu mà so với đi làm việc ở nhà thì chắc là không vất vả bằng đâu nhỉ? Vâng, ở đây sướng hơn nhiều. Mà làm ở nhà thì làm thì có tiền lương hàng tháng nhỉ? Vâng. Ở đây có tiền. Một 3 tháng vừa rồi đưa cho mẹ được bao nhiêu tiền rồi? Em đưa hết. Đưa hết là bao nhiêu tiền? Một tháng 3 triệu em được, tiền lương 2 tháng em được 500 nghìn. À. 2 tháng 3 triệu em được 500 nghìn. À. Không. Hôm qua nghe thấy cô Hưng bật mí là sẽ có quà Tết cho em đấy. Sẽ có thưởng Tết đấy. Thưởng Tết một cái vòng vàng nhá. Uầy, khiếp. Thật nhá. Không biết tương lai ai sẽ tặng em cái đấy nha. Cô Hưng còn đang bảo là muốn nhận cầu làm con nuôi này. Hôm qua thấy say rượu và thấy tâm sự hết. Vẫn chưa biết là chọn ai để về làm con rể thôi. Sao nhìn chị cầu tiêu luyện thế nhỉ? Nhìn em ăn hại quá. Gà đấy chưa cần lật đâu em ạ, vừa anh mới lật xong thôi. Đây, anh em mình nướng nốt chỗ chân gà với này lấy gà nữa. Trên này lạnh nên là những cái món nướng này là những món khoái khẩu rất tuyệt vời. Họ làm không sạch chả. Anh đáng ra là mấy anh kia là về từ sáng rồi đấy. Đám anh Vũ á? Họ đi ăn lẩu, xong rồi phải trưa, anh đến chương trình đấy là anh sợ lắm rồi. Sáng nay mình chỉ mong đừng có ai kéo cửa của mình ra để mình ngủ. Quả gan là to chứ. Con gà to gan đấy. Con đấy chắc nó dám mổ lại người đấy. Đấy, sương khói như kiểu hôm đi sấy thảo quả nhà em Nhi này. Cười lên, lùa lên, đấy, đẹp chưa? Đây gọi là tiên nữ lướng gà. Tiên xa lướng gà. Thế đúng rồi, đẹp luôn, lấy hết tóc rồi. Du khách qua đường thì còn thấy hấp dẫn bởi cái món ăn này đây. Quá ngon luôn nhỉ. Quá ngon luôn, vào check in luôn này. Mình với Sa chuẩn bị là mở cái shop chụp ảnh ở đây nhá. 5K một người. Chụp luôn. Ngày ngày chỉ có lấu ăn thôi mà mời khách vào chụp ảnh thôi. Ôi, đùi chậm hay anh? Lại xong đấy anh rồi nữa. Món gà lướng của Robert Hunt đã xong rồi nhá bạn nhá. Gà này xé cả con được quá. Thành đâu vậy? Hôm nay nhà Pa Bình Tộp đón thêm hai nữ du khách rất là xinh đẹp đó các bạn ạ. Và hai bạn này là rất là nhanh nhẹn nhảy vào bếp và thử làm đầu bếp luôn. Em ở nhà có nấu ăn nhiều không? Em cũng ngày nào cũng nấu anh ạ. Ngày nào cũng nấu à? Thế thì yên tâm rồi, chắc là không. À đây rồi, đây em thứ hai đây nhá các bạn nhá. Lát nữa thì hai em sẽ xung phong là mỗi người chặt một con gà để xem ra là ai chặt đẹp hơn. Đấy gà của em đây, em xem liệu nó chặt được chưa. Em tên là gì nhỉ? Em tên là Huyền. Em tên là Huyền à? Chắc là cô gái người Tày phải không? Không, em đúng rồi, em dân tộc Kinh. À, dân tộc Kinh à? Em chuyển vào cho anh. Anh mang này về cho em ấy, em mới thái rồi. Em ơi, có ăn cơm không? Chồng
mọi người đến với căn bếp của Huyền. Rất là vui hôm nay là có Huyền đến chơi và hỗ trợ cho anh em mình luôn. Cứ mạnh dạn thôi em ạ. Ôi nhưng mà xài miếng to quá anh. Thế toàn anh em sinh viên ăn thôi, thái to không sao đâu em ạ. Huyền hiện tại là đang đi học hay là đi làm rồi? Dạ em đang học đại học. Đang học đại học à? Dạ vâng. Chuyên ngành gì? Em học chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Ngôn ngữ Anh ạ? Em mới lên bảo đây. Hai giờ đêm rồi nha, đứng giữa đường, đứng giữa đường thì chụp ảnh ảnh đâu. Quần đúng không? Quần 4 trận chị ạ. Thế ông thì bằng tôi. Em hiện tại là cũng đang nghỉ dịch nên là ở nhà đúng không? Dạ đúng rồi anh, em về học online ở nhà được 8 tháng rồi. Từ ngày 30 tháng 4 chuẩn bị là nghỉ đến 30 tháng 4 năm nay này. Thế là đang là em đang năm mấy rồi? Em ạ, em đang lên năm 3. Năm 3 à? Dạ vâng. Rất vất vả cho sinh viên thời nay vì đang trong những năm cuối cùng, những cái phần cuối cùng để ra trường thì lại phải đúng rồi, anh, học online. Em nghĩ là em sẽ xuống trường để tăng em ngửa ra em chặt cái cổ từ cổ ra. Đầu tiên là em tách tách từ cổ ra xong chặt tách hai bên cánh nha. Đây là cái đấy. Đấy, hôm nay bắt đầu với chặt cánh nha. Tiếp tục với bên này lặp lại. Bình tĩnh thôi. Đấy. Đấy. Đấy anh ơi được hai cái này có bổ dọc đúng không? Bổ dọc. Đấy sao cho nhẹ. Chỉ có nhà ba bình tổ thì mới cho du khách vào thử chặt gà giúp cho đầu bếp này thôi, chứ còn chắc chả có cái chỗ nào mà dám liều cho cho du khách vào chặt. Nó đã có thứ hai em vào trải nghiệm cho em nhé. Hay mà. Những cô sinh viên thật ra là để mà chắc là cũng ít khi mà phải vào bếp làm những cái việc này. Làm phát nữa. Đâu để đầu của đôi. Một đầu của đôi đúng không? Xuống. Đấy. Đây mới đúng là du lịch trải nghiệm đây này. Phải làm mới biết anh ạ. Nhưng mà cái nướng lên chắc dễ bị nát rồi đúng không? Tùy theo gà nữa. Gà non nó mềm thì nó dễ nát hơn. Đây giờ đầu bếp chặt. Con dao này nó nặng, con này chắc là Huyền cầm chứ mà. Chắc là em phải lên đi để em học nấu ăn. Mang lại một dao cho. Đây sản phẩm của Huyền đây, đẹp hơn rồi đấy. Được mà, trừ miếng này ra. Trải nghiệm đấy mà, vì là đây là toàn anh em sinh viên, tí anh em sinh viên ngồi với nhau thôi nên là không có bố mẹ chồng nào ở đây chấm điểm đâu, nên em không phải lo chuyện này nhá. Nên là em cứ tự tin hết cỡ. Cái gì? Hôm qua em chuyển cho mày tắm rồi. Hôm nay tân lướng trong mấy cu được Linh ăn được rồi là tí. Tí rồi này không được đổ vào thôi nhá. Lúc chặt thì các bạn có thể thấy là khác nhau, nhưng mà khi mà lên đĩa rồi thì hai đĩa cũng không khác nhau nhiều đâu. Đĩa này là của đầu bếp này, còn đĩa này của nhân vật trải nghiệm này. Đấy cũng không khác nhau mấy. Thậm chí đĩa này còn đẹp hơn này. Thậm chí đĩa này còn đẹp hơn này đấy. Huyền ơi! Huyền! Mọi người chấm điểm em cao hơn đầu bếp này. Tại vì đĩa của đầu bếp thì nhúc mất nhiều quá rồi. Vì ngon quá nên nhúc mất. Du khách đang bảo là đĩa của em ngon hơn là đĩa của đầu bếp xin. Đây em chặt gà đây. Ôi, buổi bán này toàn hot girl thôi. Huyền nộp đơn xin học việc rồi à? Hả? Dạ vâng, đây là thành quả em đã rửa qua... Có bị phồng tay không? Có bị phồng tay. Em đã rửa qua hai lớp sunlight nhưng mà... đâu like thôi nhưng mà không chưa hết được cái mỡ. Chưa hết được mỡ gà à? Chúng tôi là vịt rất béo ngậy. Anh ngon. Xem tay em xem nào. Từ từ nhá, bình tĩnh nhá. Xem nào. Xem bàn tay này phải...
Không, đây không phải tiểu thư đâu các bạn. Tay này biết không phải tay tiểu thư đâu. Tay này cũng lao động nhiều ấy. Đấy, tay chai sạn. Ờ, tay chai sạn đấy. Không phải dạng vừa đâu. Ăn thôi. Mình hôm nay ngồi mâm ăn này nhé, không ngồi mâm uống đâu. Lát nữa thì mình với Sa cũng đi về Nghĩa Lộ luôn. Hôm nay thì có rất là nhiều đầu bếp và toàn những đầu bếp xinh đẹp thôi. Bảo là hôm nay là ăn cơm chia tay muống trải nhưng mà cái tình hình này thì không về được, không muốn về một tí nào luôn. Không về nổi. Các em đang không cho về đây này. Rượu ngon này, gái đẹp này. À, em Huyền rồi nhỉ? Còn em bên cạnh em Huyền tên là gì nhỉ? Em tên là Nguyệt ạ. À, em Nguyệt nhỉ? Huyền và Nguyệt. Bên này thì có đầu bếp Xa với đầu bếp Cầu nữa nhỉ? Cầu còn chưa xong à? Hai em Phương nữa này. Ôi. Cầu còn làm nước nẩu nữa, sắp xong chưa? Thôi chào các anh, muốn uống chải nhá, chiều em về đây, không uống rượu đâu, để em nào uống sau nhá. Em ăn cơm với các chị em bên này thôi, nay mặc váy một hôm. Thôi mời các chị các em ăn cơm thôi. Mời mọi người đi. Thế không uống rượu thật đấy gì? Thật nhá, không nói điều nhá. Không hối hận nhá. Anh không uống, anh hỏi các em thôi, anh không uống rồi. Chắc chắn là không uống rồi.